tin di trú, những điều quan trọng mà thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ cần biết ngay. Đây là video mới của kênh Việt US 1040. Liên quan đến những điều quan trọng mà thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ cần biết ngay, sau đây là những nội dung chia sẻ quan trọng mà bạn nên biết. Trước hết, một điều rất quan trọng mà bạn cần biết là khi bạn cư trú ngoài Hoa Kỳ hơn một năm, thì coi như bạn đã từ bỏ nơi cư trú ở Hoa Kỳ và có thể không được phép trở về Hoa Kỳ nữa. Một câu hỏi phổ biến là thường trú nhân có thể tự do đi ra khỏi Hoa Kỳ như thế nào cho đúng quy định. Nên biết rõ là những chuyến du lịch ngắn thường không ảnh hưởng đến tình trạng thường trú nhân. Tuy nhiên, có một điều hệ trọng là nếu có bằng chứng xác định rằng quý vị không có ý định chọn Hoa Kỳ là nơi định cư, quý vị sẽ được xem như đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình tại Mỹ. Vậy nếu kế hoạch lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ một năm trở lên thì thường trú nhân, thẻ xanh cần làm gì cho đúng luật? Câu trả lời nên được biết là khi có kế hoạch lưu trú bên ngoài Hoa Kỳ một năm trở lên, quý vị cần phải xin giấy phép tái nhập cảnh, được ngay 131 trước khi rời Hoa Kỳ. Vì sao cần có giấy phép này? Giấy phép tái nhập cảnh thể hiện rằng quý vị không có ý định từ bỏ tình trạng thường trú nhân, đồng thời cho phép quý vị tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau khi lưu trú ở nước ngoài trong thời hạn hiệu lực của giấy phép tái nhập cảnh mà không cần xin thị thực tái nhập cảnh. Hiện nay theo quy định chung thì giấy phép tái nhập cảnh thường có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp. Hậu quả pháp lý gì xảy ra khi quý vị đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của giấy phép tái nhập cảnh một cách tự nguyện? Nếu quý vị đã và đang ở ngoài Hoa Kỳ hơn 1 năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của giấy phép tái nhập cảnh một cách tự nguyện, quý vị có thể mất tình trạng thường trú nhân và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình xin cấp thị thực định cư. Một quy định quan trọng vô cùng mà bạn nên biết là thường trú nhân đến Hoa Kỳ theo diện tạm thời, thường gọi là người có thẻ xanh 2 năm sẽ không được xin thị thực tái nhập cảnh SB1 nếu tình trạng tạm thời trước đó chưa được gỡ bỏ. Trong trường hợp này, thường trú nhân đó phải được mở một hồ sơ bảo lãnh mới ở sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ và bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư. Khía cạnh thứ hai liên quan đến thẻ xanh là trường hợp thẻ xanh bị mất hoặc hết hạn thì phải làm sao? Không ít người thắc mắc là thường trú nhân cần làm gì để quay lại Hoa Kỳ nếu thẻ xanh bị mất hoặc hết hạn. Nếu thẻ xanh của quý vị bị mất, bị lấy cắp hoặc hết hạn, quý vị có thể được cấp giấy phép nhập cảnh một lần có giá trị trong vòng 30 ngày hoặc ngắn hơn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quý vị không cần xin cấp giấy phép nhập cảnh nếu quý vị có một trong những giấy tờ sau đây: thẻ xanh 10 năm đã hết hạn, thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và mẫu thông báo I-797 cho biết tình trạng thường trú nhân của quý vị đã được gia hạn. Xác nhận từ chính phủ Hoa Kỳ, thường dân hay quân sự cho thấy thời gian quý vị lưu trú bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ nhằm mục đích công tác. Sổ tái nhập cảnh Hoa Kỳ còn hiệu lực. Dấu ADAT hợp lệ hoặc dấu xác nhận được đóng trên visa định cư của quý vị tại cửa khẩu khi quý vị nhập cảnh Hoa Kỳ trong vòng 1 năm. Nếu quý vị có một trong những giấy tờ nêu trên, vui lòng liên hệ với hãng hàng không vận chuyển quý vị. Quý vị phải điền hoàn tất mẫu đơn I-131A và không cần phải đóng lệ phí. Còn trường hợp nếu không có một trong những giấy tờ nêu trên thì sao? Nếu quý vị không có một trong những giấy tờ nêu trên và quý vị cư trú bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ dưới 1 năm hoặc giấy phép tái nhập cảnh của quý vị vẫn chưa hết hạn, quý vị có thể nộp đơn xin cấp giấy phép nhập cảnh. Để cấp loại giấy phép này, viên chức lãnh sự sẽ phải phỏng vấn quý vị để xác nhận rằng quý vị đang là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đặc biệt cần biết là nếu thẻ xanh 2 năm của quý vị đã hết hạn và quý vị chưa nộp đơn I-751 hoặc đơn I-829 để gỡ bỏ tình trạng thường trú nhân tạm thời, quý vị xem như bị mất tình trạng thường trú nhân và sẽ không được cấp giấy phép nhập cảnh một lần. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ phải bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư. Một khía cạnh thứ ba là thường trú nhân gặp phải nạn bạo hành gia đình. Nếu quý vị là thường trú nhân đang ở Hoa Kỳ gặp phải nạn bạo hành gia đình với người bảo lãnh, quý vị có một số quyền bảo vệ nhất định. Theo luật môi giới hôn nhân quốc tế về việc bạo hành đối với phụ nữ và đạo luật tái phê chuẩn vào năm 2005 của Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều quyền bảo vệ cho những hôn phu hôn thê và những người phối ngẫu nước ngoài của công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ nộp đơn xin thị thực theo diện hôn phu, hôn thê hay diện vợ chồng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang web của Sở Di trú địa phương.
Một khía cạnh thứ tư là nếu muốn từ bỏ tình trạng thường trú nhân, thì phải làm gì? Việc từ bỏ tình trạng thường trú nhân là không thể thu hồi. Một cá nhân đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân sẽ phải hội đủ điều kiện một lần nữa để trở lại tình trạng thường trú nhân đó. Do đó, quý vị nên suy nghĩ cẩn thận trước khi từ bỏ tình trạng thường trú nhân. Để được hỗ trợ thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của thường trú nhân, hãy liên hệ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Nếu quý vị muốn từ bỏ tình trạng thường trú nhân và trả lại thẻ xanh, Form 2551 cho chính phủ Hoa Kỳ, cần thực hiện theo hướng dẫn của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Nếu quý vị có thêm câu hỏi nào về việc này, nên liên hệ trực tiếp Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Trên đây là những quy định quan trọng về thẻ xanh cho việc thường trú nhân có thể tự do đi ra khỏi Hoa Kỳ hay không, thẻ xanh bị mất hay hết hạn, giấy phép tái nhập cảnh và việc từ bỏ tình trạng thường trú nhân.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh.